Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô, chú, anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube của em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là vui tại gia đình của Lợi Ký. Và hôm nay đó quý vị, sẽ có 50 phần quà yêu thương gửi đến cho bà con khó khăn nơi quê nhà. Thì một phần quà ngày hôm nay là gồm có một bao gạo 10kg, một chai dầu ăn và một chai nước mắm thưa quý vị. Và hôm nay người phát tâm ở đây đó là một gia đình ở bên hải ngoại của hai bạn trẻ, đó là bạn Tô Tố Như và Tô Lisa. Dạ, và hôm nay thì em có làm tại nhà của Lợi Ký. Em chào chị My. Hai em. Dạ, hôm nay tâm trạng chị như thế nào, chị phát quà đến cho bà con? Thì chị cũng vui phát cho những người lớn tuổi, cho mấy người khoảng 60-70 tuổi, mấy người lớn tuổi đó. Dạ. Không có khả năng rồi đó, mình giúp cho người ta. Dạ dạ, trong đó cũng là có những người khó khăn nữa. Dạ, khó đủ khăn. Mọi hoàn cảnh trên dạ. Thành phố Nha Trang của mình. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ thì mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Và bà con thì cũng xếp hàng ở đâu đó đó. Và bây giờ thì để em đi một vòng trước. Bà con ở đây chịu khó chờ con tí xíu nha. Thì con không biết là bà con có đứng chờ bên trường tàu hay không, để con di chuyển qua phía bên trường tàu coi thử. Ở đây là góc ngay ngã ba thưa quý vị, ngã ba đường 2 tháng 4 và đường Lý Quốc Sư. Ngày xưa là đường quốc lộ 1 và đường Miếu Bà. Dạ, bà con chờ con tí xíu nha. Dạ. Em sẽ đi một vòng qua bên hướng này, coi thử bà con có tập trung ở nơi đây hay không. Con chào cô. Cô có đi nhận gạo không cô? À, cô qua bên kia cô chờ luôn đi cô. Con để con giải quyết sớm cho cô. Cô này là ở Vạn Giả thưa quý vị. Cô cũng muốn được nhận sớm để về với lại có xe buýt đi á. Thì hôm nay em có phát 50 tấm lá phiếu ở quanh khu vực Nha Trang của mình. Thì có hẹn những bà con đến với lại khu trường tàu này đã, tại vì bà con sẽ nhận biết được cái khu vực này dễ dàng nhất. Rồi sau đó sẽ đi ngược về hướng bên đây. Chị có phiếu không? Chị qua đi, chị qua đi. À sao chị? Tại vì chị đi vô trường lấy điểm cho ông bé á. À. Tổng kết trường á. Nhờ ông thầy ông ký dấu, đánh dấu giùm. Bé học lớp mấy? Bé học lớp, năm nay lên lớp 9. À, năm nay lớp 9. Dạ dạ, thôi chị đi công việc rồi, chúc chị quay lại nghe. Đi vô xong chị đe lại à. Dạ dạ dạ, rồi em chờ chị. Dạ dạ. Em hẹn bà con ngay tại khu trường tàu này. Rồi để bà con biết chỗ này dễ dàng. Rồi đi ngược về hướng bên đường Lợi Ký này. Tiệm mì Lợi Ký hướng bên này, rất là gần. Bây giờ mình phát luôn cho bà con đi ha chị ha. Tại vì hẹn 4 giờ nhưng mà bây giờ bà con cũng có rồi đó. À. Dạ. Bây giờ ha, bà con cứ xếp hàng dưới đây giùm con nha. Từ người một lên nhận quà giùm con. Đúng rồi, phụ dạ, con rồi đi. Con mời cô. Đúng rồi, phụ con. Đúng. Ủa nó đi đâu rồi? Từ từ nha. Từ từ từng người nha. Rồi. Đây, dạo đây. Đây. Rồi cô à, cô đi qua đây, phía này. Đây, đi qua phía này. Rồi. Rồi. Cầm được không? Bà con ơi, hôm nay là hai bạn nhỏ ở dạ. Mỹ á, bạn Tô Tố Như và Tô Lisa gửi đến cho bà con của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn bên Mỹ. Rồi, dạ, dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Ủa sao vậy? Không mua cái bịch dày dày chút. Rồi, cảm ơn tất cả mấy cháu nha. Rồi, không có gì. Dạ, cô có điều gì muốn nói không cô? Cô cảm ơn tất cả mấy cháu thôi. Dạ dạ, cảm ơn cô, chúc con ngon miệng ha. Ồ, cảm ơn nhiều. Dạ cô ra. Dạ. Cô có tiền đi xe buýt cho cô. Xe buýt mấy lòng bạc à, cho mua là ăn hết. Dạ, giá xe buýt từ đây về và bạn giả là bao nhiêu tiền? Dạ 50.000 là sao ạ? 50.000 hả?
Dạ, con gửi cho con 50 ngàn, con đi xe buýt. Dạ. Đúng không? Có 50 không? Đây, 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 đợi chút, đợi chút đi. No, đừng có đi. Đây, đây. Dạ rồi, con gửi con 50 ngàn, con đi xe buýt về ha. Cảm ơn con. Dạ, chúc con ngon miệng nha, chúc con sức khỏe. Chúc mấy con. Mấy anh chị có phiếu không ạ? Mình có phiếu thì mình nhận, còn không có phiếu thì em xin lỗi ạ. Tại vì ở đây thì em cũng phát phiếu đến bà con hết rồi. Ở đây là dành cho những người mà họ có nhà nhưng mà họ quá khó khăn đi. Thì em có tìm tới những cái vị trí mà xung quanh Nha Trang đó, họ rất là khổ. Cái gì em sẽ làm với mấy anh chị vào một cái buổi sau. Dạ biết là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì em xin phép là để làm một buổi sau. Tại vì ở đây em phát phiếu hết rồi. Bà con thông cảm cho em nha. Bà con di chuyển giùm em. Tại vì xe cộ ở đây, cái đường này là xe cộ nhiều lắm. Dạ. Quay anh què nè. Quay đống gạo nè, quay sắn nè. Hai. Rồi. Mà sớm tới đông lắm mà. Mi nói là 4 giờ đó. 4 giờ tới. Nó đi mua ngò nhóm lửa. Hai cô đi chung với nhau hả cô? Tại vì nó đi ngon nhẹ. Gần nhà hả cô? À sao? Nhà cô ở đâu cô? Đúng là trên chợ Phú Cuối á. Chợ Phú Cuối. À dạ dạ. Nó cũng được khỏe vừa rồi. Dạ. Nhờ tại hồi sáng con có đi phát mà con cũng không có hình dung được là nhớ ra mặt của các cô á. Dạ. Khỏi thật. Em đến khả là đến người chăm dục phải không? Dạ đúng rồi. Khỏe không anh? Dạ bình thường. Dạ. Anh Cường này có cái áo đẹp ha. Dạ, áo của em nha, thương hiệu của em. Dạ. Mặc kỷ niệm ha. Dạ kính thưa quý vị, anh Cường ở xóm Trục, hẻm 52. Bỏ đây nè. Còn thế giới luôn hả? Thế giới là đều coi mình đó. Dữ dàng nghe những người mà lân cận mình cũng được coi. Dạ dạ. Mà chúc gia đình ngon miệng nha anh nha. Rồi, cảm ơn. Anh để nghe. Ừ. Để tầm vậy đó. À, hôm nay thì ở dưới Trục đó chị. Ở đâu? Xe đâu? Anh này là ở dưới Trục cho nên là bà con đi lại cũng khó khăn á. Dạ. Cho nên là sẽ có nhiều phần là họ sẽ gửi. Nè, hai phiếu. Chào chị. Dạ. Gần đi Mỹ chưa? Đâu, 2 tháng nữa. 2 tháng nữa đi Mỹ. Dạ. Rồi đi lấy nhận giùm què cho mấy người về đi không có được. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Chúc chị sức khỏe nha chị nha. Đây là những hoàn cảnh ở dưới xóm Trục đó quý vị, ở xóm Bầu, nơi mà em cũng đã ghi hình rồi đó. Chị đây là một người con lai, Mỹ thì chị cũng vừa mới nhận lại gia đình của mình từ năm ngoái thôi. Và gia đình cũng gấp rút làm giấy tờ để chị được đến Mỹ. Và 50 mấy năm nay chị rất là khổ sở khi được bị lưu lạc tại Nha Trang này. Mỏng quá. Rồi chào chú. Chào chú ở đâu vậy chú? Ở trên Dân Dũng á. À chỗ Dũng ha. À, đi đường đi chay này. Dạ dạ dạ. Rồi mời chú nhận quà. Dạ. Chú vô đây chú. Có phiếu không chị? Hết phiếu rồi. Không có phiếu chị. Cái này bên này phát phiếu, em không có phiếu. Anh ơi, mình có thể chuyển những phần quà ra cho chị đây luôn. Chị đây có phiếu nè. Mấy cái? Một cái hả? Ồ, để kịp em đem ra cho chị. Đây là anh Sơn thưa quý vị, anh Sơn là daddy của bạn Lisa. Và em xin phép bật mí thêm một tí xíu. Gia đình của anh chị Lợi Ký là một người rồi, gốc hoa. Thì anh Sơn cũng là một người gốc hoa đó quý vị, nhà Tân Tín Lợi đó. Cho phép nó rồi sao rồi sao? Có một mối liên hệ rất là mật thiết với gia đình. Mới có bây giờ đủ hết rồi. Chị ơi. Rồi, chúc chị ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn mấy anh mấy mạnh thường quân nha. Dạ dạ. Công lắm. Chào chị. Dạ. Cứ lại đang tắt tủ nô kỵ nữa phải không? Để nó chị khác nữa. Qua xin phiếu. Mấy người sớm không qua xin phiếu. Dạ chào chị nha.
Con chào cô có phiếu hả cô? Dạ mời cô vô nhận quà luôn. Cô ở đâu vậy cô ạ? Nhà Thành Núi. Nhà Thành Núi ha, dạ. Một phiếu hả con? Cái chú kia, chú đen, chú cha cái phiếu. Rồi. Sáng con cũng gửi phiếu mà con cũng không nhớ rõ mặt đâu. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ, con chào cô, chúc cô con miệng ha. Rồi, cảm ơn con nhiều. Dạ. Tốt mà chú. Đây chị. Mấy người có phiếu. Chào chị, chào cô. Mấy cái chị, mấy phiếu chị? Hai phiếu hả? Hai phiếu vậy? Hai phiếu em. Nặng lắm á, chị được không? Xe hả? Nhít quê cho thằng ấy nó quay sánh hụt. Hết phiếu rồi chú ơi, không có còn phiếu. Dạ. Ở đây cô từ từ. Nặng lắm á. Cảm ơn nha. Dạ. Hôm nay là anh Sơn và bạn Tố Như và Tô Lisa đó là gửi những yêu thương đến bà con mình. Dạ. Cảm ơn tất cả những người. Dạ. Thôi chị chúc con nguyện ha. Dạ. Hết được không cô? Một phiếu hay gì? Một phiếu anh. Có đi xe nè, giải dùm cho rồi, tại giải cao á, tại giải. Chúc con ngon miệng nha cô. Rồi, cảm ơn em. Lấy bỏ mình, để sắp ra lẻ. Đúng rồi. Nó bị nè, nó không rách á. Này rách là để gom được bồi vô. Tại vì hôm nay bà con cũng tới rải rác đó quý vị, cũng không có tập trung hết một lượt. Cho nên là bây giờ thì anh chị ở đây đang ra từng phần luôn để tiện hơn cho bà con. Chị My không ngồi xuống đây cho nó khỏe. Sao? Khom nó đau lưng á. Có đứa nào kêu nó chạy đi mua không? Làm gì? Con mấy viên thuốc mía vậy uống, uống thuốc mía không? Thầy mua đi mấy viên thuốc mía vậy uống. Nhịn ra nó uống bia mà uống mía được. Vậy khỏi phải không? Nhịn phải không? Rồi mời chị vô đây luôn, dạ. Mấy phiếu chị? Một phiếu, Sơn lấy sát, lấy cái bì gạo này. Quài ở đâu vậy Quài hả? Quài ở đâu hả? Quay ở Phương Sơn ấy. À Phương Sơn ha. Chợ kêu béo vậy. Chỗ anh Dũng á. Dạ. Cảm ơn chị nha. Rồi lấy bị gạo nha em. À anh ở đâu hả? À? Anh Dũng đó. Ở Phương Sơn ha. Rồi đứng chờ con chút. Anh Dũng và những bà con ở xóm cái giếng lớn đó quý vị. Rồi chúc anh Dũng ngon miệng ha. Rồi anh cảm ơn. Dạ. Anh ơi anh xếp xe gọn rồi anh di chuyển cho trong ha. Một phiếu mới được chú ơi. Một phiếu mới được chú ơi. Tại chú con thích có phiếu mà. Mấy phiếu anh? Một hả? Đánh dùm. Cảm ơn. Dạ rồi, chúc gia đình ngon miệng luôn. Wow, chỗ ba nguy hiểm quá. Dạ rồi, xe đến đây cũng được chị. Dạ. Dạ rồi, mời chị vô luôn. Chị có mấy phiếu? Chị ở đâu ạ? Ba mưa hẻm Thái Nguyên ấy. À hẻm đường sắt. Dạ. Bữa em có đi ghi hình trong đó em thấy bà con cũng khổ. Em có gửi trong đó. Dạ. Cảm
Dạ rồi, chúc gia đình ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ. Cô này là ở bên đường hẻm Gia Long đó quý vị. Từ đường Gia Long sát bên đường trường Hưng Đạo, rẽ qua bên một cái ngõ hẻm đi vào khu đường sắt. Vừa rồi em có ghi hình ở nơi đó thì bà con khổ cũng nhiều. Dầu không mắm? Dầu chứ. Anh Sơn ở tiểu bang nào vậy chị My ha? Ở Cali. Ở Cali, Cali ha? Yeah. Dạ. Để Trang mình vòng 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 đó nè. Anh em bạn gì với ông xã? Dạ. À. Nhà nó tăng tính lợi hả chị ha? Đúng rồi. Dạ. Tăng Tính Lợi là ngày xưa cũng là bạn thân với ba ở nhà. Dạ. Yeah. Anh Minh này là anh em anh họ em, với lại anh Minh luôn. Gì, à, anh với anh Sơn đây. Yeah. Dạ. Anh em bạn gì? Mời anh Minh xuống đây, anh Minh ơi. Anh Minh. Anh Minh, anh Lưu Đức Hoa. Anh về Việt Nam chơi thì thích đi ngao du lắm quý vị. Anh Minh đang mới bị thích đi ngao du lắm, cho nên là xách xe máy đi một mình thì không may bị tai nạn, bây giờ chân cẳng bị thương rồi. Yeah. Ổn không anh? Ổn không? Bắt ổn em ngồi đây nè. Dạ. Hai hai chèo. Đây là anh em chứ Sơn. Dạ. Con mời cô vô luôn cô. Một phiếu hả? Chúc con ngon miệng ha. Dạ cô ở đâu cô ơi? Một. À nước một ha. À, dạ. Được không? Cầm nào. Bốn mẹ thì một. Rồi chúc con ngon miệng. Hai phiếu. Hai phiếu em. Hai phiếu. Dạ chúc con ngon miệng nha. Rồi. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, chào chú, chúc con miệng nha. Rồi, chúc cảm ơn. Dạ, dạ. Một phiếu chào cô. Cô khỏe không cô? Dạ, cô ở đâu vậy cô ạ? Ở Phương Xài. À, ở trường, dạ. Phương Xài. À, ở Phương Xài, chỗ anh Dũng ha. Dạ, dạ. Cảm ơn gửi con nha, chúc cô con miệng. Cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, chào cô. Đây mời chị. Dạ rồi cho em gọi nha. Rồi chúc ngon miệng ha. Rồi không gì. Dạ rồi chào chị. Dạ rồi mình vô đây luôn. Dạ. Dạ dạ. Chào cô. Cô ở đâu cô ơi? À cô với Chục ha, là Xóm Bầu hả? Rồi mời cô vô đây luôn. Dạ. Bà con mình đâu hết rồi hôm nay? Đang đi lên. À đang đi lên ha. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ cảm ơn ông gì. Bà con dưới đó là đang di chuyển lên đây đó hả? Dạ dạ. Không biết bà con là đi lên là bằng phương tiện nào đây, đi xe thồ hả? Dạ dạ. Chị thay mặt nha. Thay mặt ở Xóm Bầu lãnh cho mấy người. Lãnh cho mấy người già thấy em đi không? Dạ.
chị thay mặt cảm ơn cho cái hội từ thiện nha. Dạ rồi, dạ. Rồi cảm ơn chị thay mặt. Dạ rồi cảm ơn chị. Chúc gia đình mình ngon miệng luôn. Rồi chúc anh chị dạ. em vạn sự như ý. Dạ dạ. Bốn phím này chị mấy người già. Rồi rồi mời chị luôn dạ. Ủa hồi nãy nó mới đi lên đây rồi nó không thấy sao mày. Nó đi theo sao mẹ. À, bốn phím. Dạ. Còn tôi dưới đây. Anh Sơn ơi, cái này thì bà con ở cái chỗ mà hồi nãy em nói là hầu như cả đời họ không di chuyển ra khỏi chỗ ở luôn á. Cho nên là ở đây bà con đi nhận giùm. Dạ. Những người già thưa quý vị, những người già thì những cái thôn xóm của họ đó, họ sinh sống ở đó từ xưa tới nay và hầu như là họ cũng không muốn hoặc là không có điều kiện để mà đi chơi hay là đi di chuyển ra khỏi cái thôn xóm của họ. Nhưng mà có chở hết không? Hả? Nhiêu đây chở hết không chị? Ủa mày đâu? Dạ rồi mời cô vô luôn ạ. Cô ở đâu cô ơi? Ở Công Sơn. À chỗ anh Dũng ha. À, dạ dạ. Chúc con ngon miệng nha cô. Dạ dạ. Dạ hai mươi không có phiếu chị ơi. Phát phiếu phát hồi sáng rồi. Dạ. Rồi anh dừng xe vô trong giùm em nha. Dạ. Anh. Nhận giùm hàng xóm ha. Dạ. Tiền nãy giờ đâu biết rồi. À dạ. Dạ rồi chúc hàng xóm ngon miệng luôn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Ổn không? Ổn không? Đó bây giờ. Dạ rồi. Bây giờ là dạ dạ bây giờ là bà con sớm chục lên là bắt đầu sớm tụ liền. Ừ. Dạ dạ đâu rồi thấy nãy giờ em thấy mấy người à, có bên chỗ hẻm 52 à. Hẻm 52 có anh Cường với lại ở đây thì bà con chắc cũng đang tới rồi rồi dừng xe vô luôn. Dạ xếp xe gọn gọn giùm em nha, xếp xe gọn gọn cho cô. Dạ. Vô đây cô ba vô đây, chào cô ba, dạ, mời cô ba vô trong, dạ dạ. Cô ba bữa giờ khỏe không? Dạ dạ. Em được không? Em được không? Rồi cảm ơn. Rồi dạ. Rồi chúc cô ba ngon miệng nha, dạ dạ. Mấy phần cô? Dạ cô nào khỏe thì xách giùm mấy cô đây luôn. Dạ cũng cảm ơn các mạnh thường quân cho phòng quà cũng quý giá. Cũng cảm ơn cũng nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ giùm cho những người nghèo khó. Dạ dạ. Rồi chúc cô ngon miệng ha. Wow đi đứng khó khăn quá. Dạ rồi xin chào. Sớm bầu còn nữa không? Còn nữa hay sao đó? Còn. Dạ. Còn nữa. Dạ dạ. Rồi cảm ơn. Thôi chị đi về. Chúc mừng sức khỏe nha. Thôi chị nhị đi về nha. Rồi. Bye. Bye. Ba phần ha. Rồi vô trong luôn. Dạ. Bữa giờ bà bệnh tình sao rồi? Không, bà chị kia đã không đỡ hơn chút rồi. À vậy đó hả? Dạ kính thưa quý vị, cô này ở bên xóm bầu ở Trục nè. Có cả gia đình luôn, ai nấy cũng đều bị một cái chứng bệnh là có mấy đốm thịt dư trên người đó. Rồi chúc ngon miệng ha. Dạ, cảm ơn em. Dạ, dạ. À cái cô mà đi à bị ung thư ha. Rồi chúc mấy cô đó ngon miệng nha. Dạ rồi.
Wow, phiếu nhét hộp thuốc rồi, vui ha. Rồi mời anh. Rồi. Lãnh giùm bà con ở đâu vậy anh? Ở Vũng Tàu. Có ai phiếu, ai phát phiếu cho Vũng Tàu vậy? À à. Tên á. Rồi rồi rồi. Rồi chúc con miệng ha. Vừa rồi có những bà con ở xóm Chuột thưa quý vị, chưa có biết đường thì di chuyển tuốt đến cầu Hà Ra luôn. Và nơi đây thì cách vị trí cầu Hà Ra cũng tầm khoảng gần một cây số. Thì bây giờ chở ngược về lại thôi. Đó là những bà con ở xóm Chuột đó quý vị, ở xóm Bầu. Chào cô Hai Sài Gòn. Dạ cô Hai khỏe không? Còn mới về mai thôi, nằm Sài Gòn nữa, không đủ thuyền xe về. À dạ. Phải đi xin. À. Dắt Nga đi. Sức khỏe sao rồi? Bác sĩ nói tốt. Ổn ha. Hẹn một năm sau. Dạ, cũng mừng. Dạ. Qua Sài Gòn hôm nay lụng được nhiều không? Vậy? Dạ, phát gạo cho bà con. Dạ. Có còn dư phát không? Dạ, phát phiếu hết được rồi cô Hai à. Cái này là những cái hộ mà họ có nhà, có cửa đó, nhưng mà họ nghèo quá. Thì những bà con ở thôn xóm quanh Nha Trang của mình á, thì bữa nào con gặp cô Hai sao? Gặp là lên chùa mà gặp, tôi ngồi tới 10 đêm. Dạ. 6 giờ, ngồi tới 10 giờ. Dạ, dạ. Thôi cảm ơn cậu nhiều. Dạ, dạ, chúc cô Hai sức khỏe nha, nhớ bảo trọng ha. Dạ, cô Hai đi làm. Giải từ nó cũng có thật tin đó, nó nói là cậu hơi quen, gái dạ, đầu á. Dạ. Nếu mà con gái cô làm du lịch mà chắc cũng gặp con rồi á, mà nhiều con cái... làm du lịch là khác, còn con đầu nó buôn bán với nó làm sân banh. À vậy đó hả? Giờ đi bộ đội nó nói ông này cũng biết là. À dạ. Nó coi bộ phim. Dạ dạ. Thôi chúc cậu giờ giàu sức khỏe. Dạ. Thôi, thôi để khi khác. Dạ rồi, cảm ơn cô Hai ha. Bữa sau con gặp bye. Cô Hai sau. Dạ chào con cô Hai. Lên chùa là gặp. Dạ dạ. 6 giờ tới 10 giờ. Dạ dạ dạ. Bye bye. Dạ chào cô Hai. Rất giả tìm kiếm quá ha. Nay lãnh giùm bà con xóm Màu hả chị? Dạ đúng rồi anh. Dạ dạ, rồi mời chị vô đây luôn. Xếp xe gọn gọn vô chị. Rồi được luôn. Rồi di chuyển vô trong luôn chị. Rồi chia sẻ với chị luôn trong ngày hôm nay. Hôm nay là hai bạn trẻ Mạnh Thường Quân, đó là bạn Tô Tố Như và Tô Lisa ở bên Mỹ, gửi tặng đến bà con của mình một phần quà là 10 kg gạo, một chai mắm, một chai dầu ăn. Dạ. Dạ. À, em cảm thay mặt mấy bà già với đó em cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Dạ. Mấy bạn trẻ đó là con của anh đây nè. Dạ. Dạ. Rồi dạ, em chạy bằng lên kia với mấy chị xuống nữa. Vâng, chạy tới cầu ra luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi mình di chuyển ra từ từ ha. À còn 5 phần thôi anh hả? Dạ. Đây còn 5 phần nữa thôi thưa quý vị, cũng gần hết rồi. Sáng nay em có phát cho một bà ngoại, mà bà ngoại ở Tuốt Diên Khánh lận. Em hẹn 4 giờ mà 11 giờ ha, là bà ngoại có điện thoại, nhờ cháu điện thoại cho em, kêu là có thể nhận luôn được không, thì em nói là ngoại thông cảm, con chưa có chuyển hàng về cái nơi phát được á. Nếu mà 7-8 giờ tối anh đó anh tới nhận được thì con để ở đây, còn không thì ngày mai ngoại tới giờ nào cũng được. Dạ. Tức là sẽ có 1-2 phần là sẽ bị để lại đó, thì có gì ngày mai chị My sẽ phát cho bà con luôn. Dạ dạ. Anh ơi, sớm mình ở đâu vậy anh? Bầu anh. À, xóm Bầu ha. Thấy anh mà. À, hồi sáng thấy mình vô xóm Bầu ha. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Con quỳ á, con lấy được. Dạ dạ, chúc bà con mình ngon miệng luôn ha. Xóm Bầu toàn mấy người già không mà đi đâu có được đâu. Mới chở con đi học về hả? Rồi, chúc ngon miệng luôn. Bên đây sức khỏe ổn chưa anh? Ok em, ổn rồi ha. Mà lý do làm sao đi mà té xe dữ vậy? Tại vì điện rễ,
dễ đẹp quá, cu quẹo phải một cái rồi té. Dễ té té mày. Đi về đây thấy gá xinh quá, điệu miết hả? À. Không có chú ý đường thẳng mà nhìn gá nhìn như vậy. Đi xe hơi đâu có té đâu. Đi xe hơi rồi khỏi té. Dạ dạ. Cái này mình kiểm là 49 phiếu rồi anh ha. 49 phiếu, còn một người phiếu nữa thì người phiếu nữa chút nữa tới, không tới là mai lãnh. Dạ dạ. Ở đây thì em chắc chắn luôn. Một cái phiếu này nè. Phiếu này là chắc chắn luôn. Cái phiếu này hồi nãy em nói với anh Sơn á là của bà Hoài mà ở Diên Khánh á, thì có thể là 7-8 giờ tối nay thì Hoài tới hoặc là sáng mai. Wow, mà, tội quá. Dạ dạ. Ở đâu luôn? Ở Diên Khánh. Diên Khánh ở đâu? Hồi sáng á em có phát phiếu cho Hoài. Thì Hoài nói là Hoài 80 mấy tuổi rồi đi lượm ve chai đó. Dạ, nhưng mà thì từ Hoài... đây ở ra đó bao lâu? Kinh Thành rồi hả? Kinh Thành, chỗ ăn bánh nước rồi bữa đó anh. Ồ xa á. Dạ dạ. Thì quả nói là mới có 11 giờ trưa à. Quả nói thôi giờ cho quả nhận được không? Em mới nói bây giờ thì con có chưa có chuẩn bị gì kịp hết á. Phải chiều. Sao chiều quả thì biết ở đây mà quả lấy? Thì em là người cho phiếu mà. Ừ em chạy lên. Không, tức là quả đi làm ở đây. Thì em cho hoàn cảnh ghê ghê, thấy quả tội quá. 80 mấy tuổi mà còn đẩy xe đạp đi lượm dây chai. Dạ. Cái đó là mình làm phước đức. Cố gắng giữ sức khỏe nha anh nha. Còn muốn em biết ở đây có nhiều chỗ vui lắm. Mà chỗ đàng hoàng, chỗ đàng hoàng. Cái gì hú em, em dẫn đi. Mai chạy té em kia. Dạ. Mày chạy đi, chạy đi nhìn thang, nhìn trái. Anh Sơn ơi, anh có thể cho em biết cái tâm trạng của anh bây giờ là như thế nào không ạ? Vui chứ, mình làm được những con bị tốt, gửi quà đến cho bà con vậy cho mình rất là vui lắm. Dạ. Tuy nó không là bao nhưng mà họ cũng có được 10 kg gạo đã ăn được tuần 2 tuần. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là những phần quà từ anh Sơn. Anh Sơn là gia đình của Tân Tín Lợi đó quý vị. Anh Sơn và anh Minh, anh Lưu Đức Hoa. Và hôm nay thì anh đã đổi tên thành anh Lưu Đức Lát rồi, té lát chân. Dạ, anh đây nữa ha. Anh đây cũng bà con với mình luôn. Bà con của Tân Tín Lợi. Dạ, dạ, bà con của Tân Tín Lợi. Ba thằng. Dạ. Ba anh em. Ba ngủ que. Ba anh em. Dạ và kính thưa quý vị, hôm nay là 50 phần quà từ phía của hai bạn trẻ, bạn Tô Tố Như và Tô Lisa, là con và cháu của anh Sơn. Và rất vui khi được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn nơi quê nhà này. Kính chúc bà con luôn luôn được sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an. Và nhân tiện đây thì em xin kính chúc toàn thể quý vị một ngày thật là tràn ngập niềm vui đến với lại gia đình của mình. Và hôm nay đối với quý vị, em xin cảm ơn rất nhiều những quý vị đã cùng đồng hành với em trong video này. Cảm ơn Phúc Lợi làm cái từ thiện này. Chúc Phúc Lợi khỏe mạnh và vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ. Chào tạm biệt, trân trọng. Bye. Bye.